chị đang phải đối mặt với một năm kinh tế buồn, à, bán hàng rất là chậm, công nợ thì kéo dài, à, khủng hoảng kinh tế có thể sắp sửa sẽ xảy ra và à, những cái bán hàng của mình hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do khách hàng đang mua hàng trực tuyến, mua hàng online hết rồi, mua trên Facebook, mua trên TikTok, mua trên Shopee và trên rất nhiều các nền tảng à, công cụ bán hàng trực tuyến khác tại thị trường Việt Nam. Cho nên các bạn đang rất là đau đầu để tìm được một cái chương trình đào tạo, một cái khóa đào tạo và một cái người thầy có thể đào tạo cho mình một cái chương trình bán hàng online marketing trên Facebook hiệu quả và thành công và có kỹ năng cũng như là có khả năng thực chiến. Tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn khóa học Facebook Marketing phiên bản mới nhất 2023 của PA Marketing và giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Trong toàn bộ nội dung này tôi sẽ trình bày và hướng dẫn cho các bạn một cách thực chiến các cái nội dung như sau Thứ nhất là bán hàng trên Facebook profile và xây dựng thương hiệu nhân hiệu để bán hàng không đầm Thứ hai là chúng ta sẽ phát triển Facebook group và xây dựng nhóm để bán hàng không đồng Thứ ba là chúng ta sẽ phát triển fanpage và fanpage profile để chạy quảng cáo trên nền tảng fanpage profile như thế nào thì chúng ta hoàn toàn có thể bán hàng trên fanpage profile một cách rất hiệu quả hiện nay. Thứ tư một nội dung trọng tâm đấy là chúng ta sẽ chạy quảng cáo có 6 mục tiêu tiếp thị chính và chúng ta phải tối ưu giá thầu chúng ta sẽ làm như thế nào để làm sao mà có giá thầu rẻ nhất và tỷ lệ chốt đơn cao nhất với tất cả các ngành nghề kinh doanh của các anh chị và các bạn à, thứ năm đó là Facebook Reels hay còn gọi là thước phim và chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook Reels đây là một trong những cái công cụ vũ khí rất là quan trọng của những nhà bán hàng hiện nay đừng bỏ qua Facebook Reels và video thước phim ngắn Thứ sáu đó là tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn một số những kỹ thuật về livestream và bán hàng bằng phương pháp livestream đặc biệt là hoạt động truyền thông, hoạt động quảng bá trong cái quá trình livestream để làm sao chúng ta livestream hiệu quả hàng trăm đơn mỗi ngày. Thứ bảy là bán hàng trên Facebook Marketplace và chạy quảng cáo trên Facebook Marketplace. À, đây là một cái bí quyết rất là hiệu quả nhưng mà hầu như không có ai được tiếp cận về điều này. À, thứ 9 là tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị về Super Target tức là nhắm chọn đỉnh cao đúng không ạ? Làm sao là chúng ta sẽ nhắm chọn được đúng chính xác khách hàng và chúng ta loại trừ được những cái tệp khách hàng bị trùng. À, chúng ta chạy remarketing, chúng ta chạy uh, look à look à, chúng ta chạy remarketing, chúng ta chạy look online audience vân vân để làm sao mà chúng ta nhắm chọn chính xác nhất vào những đối tượng khách hàng đang muốn mua hàng vâng và đặc biệt là làm quảng cáo bây giờ rất là khó khăn và vô hiệu hóa rất nhiều cho nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tài khoản quảng cáo mua viên như thế nào làm thẻ như thế nào rồi làm ví như thế nào để làm sao tài khoản không bị chết để làm sao fanpage không bị chết đúng không ạ và kỹ năng viết bài tương tác làm nội dung quảng cáo hiệu quả xây dựng cái quy trình chạy quảng cáo các cái bước chạy quảng cáo hiệu quả các cái chiến lược chạy quảng cáo hiệu quả ví dụ như là chạy hiển thị trước hay là chạy tương tác hay là chạy tăng like hay là chạy truy cập chuyển đổi hay là chạy um, về tin nhắn vân vân thì toàn bộ cái phần đó kết hợp với cái kinh nghiệm của tôi uh, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cách rất đầy đủ và rất uh, chi tiết trong cái khóa học này tên tôi là nguyễn phan anh hiện nay đang là giảng viên đại học khoa thương mại điện tử của trường đại học thương mại và tôi đã có 13 năm dạy về Facebook Ads và triển khai hàng nghìn các cái dự án cho các khách hàng, các học viên của tôi. Tôi đã chi tiêu hàng trăm tỷ tiền chạy quảng cáo trên Facebook, Google và Zalo và bây giờ là TikTok. Đấy tôi đã có hàng nghìn học viên thành công, các bạn có thể kiểm tra trên kênh PA Marketing của tôi. Và tôi có hơn 100.000 người đã theo học trực tuyến trên các cái nền tảng Kina, Unica và Edumo, vân vân. À, chắc chắn một điều là các bạn sẽ hài lòng À, nếu các bạn không hài lòng hoặc là nếu các bạn không tăng được doanh số, các bạn không giảm được giá thầu thì à, chúng tôi cam kết là hoàn tiền 100% cho các bạn à, với tư cách là tôi là một giảng viên đại học, với tư cách tôi là một người có thương hiệu và có tích xanh trên Facebook, tôi cam kết hoàn tiền 100% nếu các anh chị không hài lòng. À, bây giờ các anh chị hãy comment hoặc inbox để lại số điện thoại hoặc là thông tin à, đăng ký khóa học của chúng tôi. À, chúng tôi sẽ tặng cho các anh chị các bạn các bộ video Facebook Marketing mới nhất Và các tài liệu được mua, được dịch từ chính Facebook ra cho các anh chị Có rất nhiều tài liệu và video để hỗ trợ các anh chị trong quá trình học tập Và quan trọng hơn hết là tôi có kiến thức và kinh nghiệm thực chiến để tư vấn cho các ngành nghề của anh chị Đó mới là điều quan trọng trong kinh doanh online Vâng, hẹn gặp lại các anh chị vào trong các khoa học của chúng tôi Xin chào